tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Lại một tuần nữa đã trôi qua, Ngọc Phụng rất vui khi được đồng hành cùng bà con mình trong chương trình Thời tiết Thủy văn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 18:30 mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phát Nông. Bà con thân mến, trong tuần qua có một ngày quan trọng đối với phái đẹp, đó chính là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Ngọc Phụng xin thay mặt cho ban biên tập kính chúc là các nữ nông gia nói chung và các phái nữ trong các lĩnh vực khác nói riêng là luôn luôn tươi trẻ và xinh đẹp ạ. Bà con thân mến, trong tuần qua thì miền Nam thời tiết chủ đạo là mưa trên diện rộng, thời gian mưa vào chiều tối và ban đêm. Bên cạnh đó thì mưa lớn kết hợp với ngập sâu đang diễn ra ở các khu vực là trũng thấp ven sông, điển hình là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp, làm ảnh hưởng sinh hoạt cũng như là đi lại của bà con mình rất là nhiều. Nhằm mục đích là cập nhật cho quý nhà nông mình những thông tin mới nhất về thời tiết, thì trong chương trình Thời tiết Thủy văn tuần này xin được kết nối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ qua phần chia sẻ của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp. Dạ, Ngọc Phụng xin chào cô Ngọc Điệp ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Mở đầu trong chương trình Thời tiết Thủy văn ngày hôm nay, xin mời cô lại thông tin đến bà con mình về tình hình thời tiết giữa tuần này, tức từ ngày 23 đến ngày 25 tây tháng 10, 2024 ạ. Hiện tại thì cái áp cao lạnh ở phía Bắc thì đang tăng cường về phía Nam, tuy nhiên thì là chủ yếu là lệch đông. Rãnh thấp xích đạo đi qua cái khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ thì đến những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm, tức là ngày 23 và ngày 24 tây tháng 10, thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam và lệch đông là chủ yếu. Các cái tỉnh mà Bắc Bộ thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái không khí lạnh, cho nên là có mưa, đêm và sáng sớm thì trời lạnh, vùng núi thì có nơi là trời rét. Còn đối với các cái tỉnh Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái rãnh thấp đi qua cái khu vực Nam Bộ cũng như là Nam Trung Bộ, có phần di chuyển dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần trở thành dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão ở phía đông Philippines. Cơn bão này thì có khả năng là sẽ di chuyển về hướng biển đông nước ta, nên những cái ngày giữa tuần thì các cái tỉnh miền Đông và miền Tây thì thời tiết chủ yếu vẫn là mây thay đổi đến nhiều mây. Mưa trên diện rộng sẽ tiếp tục duy trì tương đối là nhiều, tuy nhiên thì là có cái xu hướng giảm hơn so với cái tuần trước. Có nơi thì cũng có cái mưa vừa, cục bộ thì có cái mưa to và dông. Mưa lớn thì bà con cũng cần đề phòng nước không thoát kịp sẽ gây ngập cục bộ ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Mưa dông thì bà con cũng cần đề phòng cái gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa sẽ tập trung vào trưa chiều cũng như là chiều tối, đêm về sáng sớm, với cái xác suất mưa là từ 60-80%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này sẽ dao động ở mức là từ 40-60 mm, có nơi sẽ trên 90 mm. Ban ngày thì là trời nắng và với cái nền nhiệt độ ở cái mức là từ 32-34 độ, còn ban đêm thì từ 24-27 độ. Còn đối với các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông thì sẽ dao động ở cái mức là từ 22-23 độ, thì tiết trời sẽ hơi se lạnh về đêm và sáng sớm, do đó mà bà con thì cũng cần phải giữ ấm. Dạ, cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Điệp ạ. Thời tiết ở miền Nam là mây thay đổi đến nhiều mây, mưa trên diện rộng vẫn đang diễn ra, nhưng mà so về diện thì giảm hơn so với tuần trước. Còn đối với thời tiết cuối tuần này và đầu tuần tới có điểm gì đáng lưu ý không thưa cô? Đến những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì không khí lạnh sẽ di chuyển ra phía đông và cái cường độ thì có phần suy yếu dần. Cái dải hội tụ nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển lên phía bắc, có cái cường độ sẽ mạnh dần nối với cơn bão ở phía ngoài Philippines sẽ đi vào cái biển đông nước ta. Cơn bão này thì chủ yếu sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và cái cường độ sẽ hoạt động mạnh dần lên cái khu vực biển đông thì ở cái mức là cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Những cái diễn biến về cơn bão này sẽ còn phức tạp, do đó mà bà con cũng cần thường xuyên theo dõi trong những cái bản tin dự báo thời tiết hàng ngày, và đặc biệt đối với các cái tàu thuyền hoạt động ở cái vùng biển ở phía Bắc thì luôn cập nhật những cái diễn biến mới nhất về cái cơn bão này để có cái hướng di chuyển về nơi trú ẩn cho an toàn. Còn trở lại thời tiết trên đất liền, đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam,
của dải hội tụ nhiệt đới, cho nên mưa trên cái khu vực cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái diện là tương đối là khá, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Trong cái cơn dông thì bà con cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa thì chủ yếu vào chiều tối cũng như là ban đêm, với cái xác suất mưa là từ 50-70%, lượng mưa thì dao động ở mức là từ 30-50 mm, có nơi sẽ trên 60 mm. Sáng sớm thì sẽ có cái mù nhẹ, ngày nắng, với nền nhiệt độ trong ngày thì dao động ở cái mức là từ 31-33 độ, có nơi sẽ trên 33 độ, còn về đêm sẽ dao động ở mức là từ 23-26 độ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Do phía Nam dải hội tụ nhiệt đới nên là Nam Bộ mưa sẽ giảm diện khá, cục bộ thì có mưa to và dông. Sáng sớm thì có sương mù nhẹ và ngày nắng. Phần tiếp theo của chương trình sẽ là diễn biến thời tiết thủy văn trong thời gian tới. Xin mời thạc sĩ chia sẻ ạ. Đối với cái mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì đang xuống theo triều. Cái mực nước ghi nhận vào ngày 20 tháng 10 trên sông Tiền tại Tân Châu thì chỉ còn có 2m97. Còn tại Mỹ Tho thì là 1m81, trên báo động 3 là 0,21m. Còn đối với khu vực Mỹ Thuận thì là 2m07, trên báo động 3 là 0,27m. Đối với sông Hậu thì tại Châu Đốc ghi nhận được là 2m94, còn tại Cần Thơ là 2m17, trên báo động 3 là 0,17m. Còn tại Long Xuyên là 2m64, trên báo động 3 là 0,14m. Và dự báo trong những cái ngày giữa tuần thì cái mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 25 tháng 10 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu thì ở cái mức là 2m75, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 2m7. Các cái trạm ở hạ lưu thì sẽ xuống dưới cái mức là báo động 1. Do đó mà trong cái tuần tới thì cái mực nước triều sẽ xuống nhanh đến giữa tuần, thì sau đó thì sẽ lên lại vào những cái ngày cuối tuần. Bà con thân mến, điểm lưu ý về mực nước đầu nguồn sông Cửu Long là còn xuống theo triều. Dự báo thì giữa tuần thì tình hình mực nước sẽ còn tiếp tục giảm xuống nhanh, kéo dài đến cuối tuần thì lại lên lại. Chính vì thế mà các nhà nông không nên là chủ quan về vấn đề đê bao thoát nước cũng như là cống rãnh để mà tránh ảnh hưởng đến đồng ruộng của nhà mình nhé. Vậy còn tình hình thời tiết biển sẽ như thế nào? Xin mời cô chia sẻ ạ. Về thời tiết ở khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam thì chủ yếu là có cái mưa rào và dông. Trong cái cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì trong 3-4 ngày đầu thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên thì từ ngày 26 tây tháng 10 trở đi thì gió chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ cũng tăng dần ở cái mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng là từ 2-3,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, thì gió đổi hướng ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 27 tây tháng 10 trở đi, thì gió chuyển dần sang Tây Tây Nam và cái cường độ cũng tăng nhẹ ở cái mức là cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, độ cao sóng là từ 1-2 m. Dạ, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thạc sĩ Ngọc Điệp đã đồng hành cùng với chương trình Thời tiết Thủy văn trong suốt các kỳ. Xin chúc cô Ngọc Điệp là luôn luôn xinh đẹp và đầy nhiệt huyết ạ. Bà con thân mến, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe phần thông tin thời tiết của cô Ngọc Điệp gửi đến. Vậy là giữa tuần này đến cuối tuần thì mưa vẫn còn tiếp tục duy trì, nhưng mà đến cuối tuần thì sẽ có dấu hiệu là mưa giảm. Còn đối với tình hình thời tiết thủy văn thì mực nước sẽ có dấu hiệu rút vào giữa tuần, nhưng mà đến cuối tuần thì lại dâng lên. Chính vì thế mà bà con mình cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để mà nắm bắt kịp thời bà con mình nhé. Phần cuối của chương trình Thời tiết thủy văn tuần này thì sẽ là lưu ý canh tác. Xin mời bà con mình cùng tiếp tục lắng nghe. Tình hình lúa thưa, ngập và phượt sẽ ra nhiều ở các trà lúa gieo xạ gặp mưa. Trường hợp này khi giai đoạn lúa đang độ đẻ nhánh tầm 15 ngày sau xạ, bà con có thể áp dụng công thức gồm bắc lo sữa cộng với Argon 620 cộng với Supercat sẽ giúp là lúa kích chồi, đẻ nhánh nhiều, hạn chế phượt lá và đặc biệt là cứng cây nữa bà con nhé.
Hiện tại các trà lúa đang bị vấn đề bệnh sọc trong do vi khuẩn, khiến nhà nông vô cùng lo lắng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bộ lá, dẫn đến hạn chế quá trình quang hợp và hấp thu dinh dưỡng. Bộ giải pháp quản lý bệnh sọc trong và hồi xanh trở lại gồm khuẩn IPN cộng với nano kẽm. Liều lượng là một chai khuẩn IPN cộng với một chai nano kẽm phun cho 5 công. Chương trình Thời tiết Thủy văn tuần này đến đây đã khép lại. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Nếu có thắc mắc gì thì bà con mình có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ về hotline 0974 890 388. Xin chúc cho quý khán giả là có một trà lúa khỏe mạnh để mà cuối vụ đạt năng suất thật là cao. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp.